Khi nhà nhà quây quần bên nhau đón Tết cổ truyền sau một năm miệt mài mưu sinh, thì những người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng ở Quảng Trị lại ngược núi giữ rừng. Vất vả, gian nan, nhưng cũng thật tự hào khi được làm người lính gác rừng vào thời khắc năm mới giữa đại ngàn hùng vĩ. Với họ, Tết cũng gắn liền với công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng để gìn giữ màu xanh cho những cánh rừng quê hương. Khu bảo tồn thiên nhiên Đắk Rông với diện tích trên 42.000 ha được xem là kho tài nguyên quý giá, nơi lưu giữ sự đa dạng sinh học cao với nhiều loài động thực vật đặc hữu, quý hiếm. Vùng rừng thuộc dãy Trường Sơn này từng là điểm nóng về khai thác lâm sản trái phép. Dịp Tết đến xuân về, nhiều đối tượng lợi dụng sơ hở để vào rừng khai thác lâm sản, gây mất an ninh rừng. Do đó, Ban Quản lý Khu Bảo tồn đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm cùng các tổ bảo vệ rừng lập kế hoạch cắt cử người trực 24/24 giờ tại các điểm nóng để giữ vững bình yên cho những cánh rừng. Rồi, hôm nay phía đại diện cho hạt kiểm lâm, Ban Quản lý Khu Bảo tồn tới thăm và tặng quà cho chủ bảo vệ rừng Khai Long và chúc cho anh em một năm mới hạnh phúc, thịnh đạt và sức mạnh và làm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng. Rừng đặc dụng của khu bảo tồn ngày càng tốt hơn. Tết đối với chúng tôi nhiều lúc còn khó khăn gấp nhiều những cái ngày bình thường, vì cái dịp Tết đối với anh em kiểm lâm thì phải phân công nhau trực và đảm bảo con số theo quy định là 50% trực ở tại cơ quan, văn phòng hạt kiểm lâm cũng như là các cái trạm kiểm lâm khu vực, và cũng là đi tham gia đi tuần tra, kiểm tra, chỉ đạo cái hoạt động của lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng để đảm bảo giữ vững cho an ninh rừng trong cái dịp Tết mà nhiều mối nguy cơ đe dọa từ các cái đối tượng mà lăm le muốn xâm hại rừng, như cái việc mà lấn chiếm rừng, phá rừng, khai thác lâm sản, săn bắt động vật rừng là một trong những cái câu chuyện mà dài kỳ đối với hoạt động khu bảo tồn. Tết đến, khi nhà nhà người người sum vầy bên gia đình, người thân, thì những người gác rừng vẫn phải bám chốt, bám rừng. Những người gác rừng thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Đắk Rông chủ yếu là những thanh niên vừa mới lập gia đình. Là trụ cột trong nhà, các anh phải gác lại nghĩa vụ của người chồng, người cha, người con để gác rừng trong dịp Tết. Riêng bản thân tôi là quê ở Vĩnh Linh, rất xa nhà, bố là liệt sĩ, nhưng mà lại cũng được về hương khói. Đó. Cho nên cái này cũng rất thiệt thòi cho cá nhân. Đó. Cho nên từ cái việc này là vì mình quá yêu nghề, yêu rừng, cho nên mình phải hy sinh một tí để bảo vệ cái màu xanh cho quê hương. Tết là thời điểm cần tăng cường công tác tuần tra. Do đó, ngay trong những ngày Tết, anh em trong tổ bảo vệ rừng cùng lực lượng kiểm lâm vẫn tổ chức đi tuần rừng. Chuyến đi tuần bắt đầu từ sáng sớm. Anh em tuần tra phải đi thuyền vượt sông mới có thể tiếp cận được khu vực rừng cần kiểm tra. Do tuyến tuần tra khá xa, hành trang mang theo là thực phẩm, nước uống, thuốc men đủ dùng trong vài ngày. Những người giữ rừng vượt hàng chục cây số đường rừng treo leo, hiểm trở mới tiếp cận được các địa điểm. Sau đó, phân công nhau tỏa đi các hướng tuần tra, kiểm soát. Cũng như các đồng chí công chức kiểm lâm khác thì cũng chia nhau ra luân phiên để mà đón Tết, đón giao thừa tại rừng, tại cái chỗ minh trực như văn phòng hạt, các trạm kiểm lâm, và tùy theo từng trường hợp có thể là có nhà ăn Tết ngay là tại các cái chốt bảo vệ rừng, về lực lượng bảo vệ rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Đắk Rông. Sau mỗi chuyến tuần tra, các anh lại trở về căn lán nhỏ giữa cánh rừng già, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi và trực chốt của tổ bảo vệ rừng. Trong căn lán nhỏ đơn sơ, vắng cành mai, cành đào, hơi ấm ngày Tết là hơi ấm của tình đồng đội và những cuộc điện thoại hỏi thăm ngắn ngủi từ những người thân. Ở nhà xoàn đô tết đi chứ em. Rồi, đang bắt chuẩn bị xoàn. Đi chúc tết ba con rất đắng.
Anh chuẩn bị kia. Anh em cùng chuẩn bị qua Tết sẽ cùng tăng đúng đó. Anh em cực đảm bảo. Vâng. Trước khi đi được thì bà xã đồng viên thì anh bảo về nhà rừng trong 3 ngày thì rồi về đi. Nói chung bà xã cũng yên tâm, ở miền chỗ rừng cũng yên tâm. Còn mình nghĩa động viên bà xã như thế nào? Thì chúc ba bữa Tết thì vui vẻ hơn, về bên gia đình và bên nội và ngoại. Khi nhìn họ về với gia đình, chúng tôi rất vui mừng, nhưng phải làm. Vì người ta cuối năm là về sum họp gia đình, đây mình phải xa cha mẹ rồi xa vợ xa con, mà phải ở trên rừng cũng rất buồn, nhưng mà cũng phải chịu thiệt thòi một tí, cũng cố gắng lên một tí. Thay vì được ở bên gia đình, người thân, đón cái Tết Giáp Thìn ấm áp, rất nhiều chiến sĩ bảo vệ rừng của khu bảo tồn thiên nhiên Đắk Rông phải băng rừng, vượt suối để giữ màu xanh cho dãy núi Trường Sơn. Trong sự bình yên, ấm áp của ngày xuân, có sự cống hiến thầm lặng của nhiều lực lượng, trong đó có những người gác rừng như các anh. Hàng trăm năm nay, đồng bào dân tộc Vân Kiều ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị luôn quan niệm rằng trồng cây cũng là để giữ người. Trồng cây là lo cho cuộc sống con người, khỏi bị bão lũ, khỏi bị thiếu nước, có môi trường trong lành. Người Vân Kiều ở đây giáo dục cho thế hệ mai sau tầm quan trọng của trồng cây cũng như trồng người. Từ quan niệm này, người Vân Kiều có mối quan hệ gắn bó mật thiết với rừng từ bao đời nay. Họ coi rừng như là ngôi nhà lớn, nguồn cung cấp thức ăn, nước uống, thuốc men và các vật liệu cần thiết cho cuộc sống. Chính vì vậy, việc giữ rừng luôn là một truyền thống được người Vân Kiều gìn giữ và phát huy. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị hãy cùng chúng tôi về thăm những bản làng của người Vân Kiều ở Hướng Hóa, Quảng Trị để tìm hiểu về cách giữ rừng rất đặc biệt của họ. Thôn Hồ nằm ở miền núi cao thuộc xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, với 100% đồng bào Bru Vân Kiều sinh sống. Với người Vân Kiều, rừng gắn bó mật thiết với cuộc sống của họ. Bảo vệ rừng là bảo vệ môi trường sống cho con cháu mai sau. Vậy nên, gần 70 hộ dân với gần 300 nhân khẩu người đồng bào dân tộc Vân Kiều sống gần rừng, nhưng tuyệt nhiên không xâm phạm đến rừng. Ở cộng đồng thôn Hồ này, thì là 100% là đồng bào dân tộc Vân Kiều. Trước đây bà con đã xác định cái nhiệm vụ bảo vệ rừng là đem lại cái nguồn nước cũng như là bảo vệ đất cũng như là cái môi trường sống cho bà con. Nên chỉ họ đã nhận thức được cái giá trị của rừng nên họ cũng là tăng cường đi tuần tra kiểm tra rừng như mọi năm. Thì nhưng mà ở những năm gần đây thì được đặc biệt là trên cộng đồng thôn Hồ ở xã Hướng Sơn này là được hưởng cái tiền dịch vụ môi trường rừng. Thông qua đó nên chỉ cái công tác quản lý bảo vệ rừng bà con cũng thực hiện được thường xuyên và đảm bảo hơn. Cộng đồng thôn Hồ được giao quản lý hơn 820 hectare rừng tự nhiên. Nhiều năm qua, thôn Hồ là điểm sáng nhất trong những điểm sáng bảo vệ rừng của huyện miền núi Hướng Hóa. Những cánh rừng đầu nguồn, rừng tự nhiên dọc theo đỉnh núi Ta Bang có nhiều cây gỗ to, 3-4 người ôm không xuể, những năm qua được bảo vệ tốt. Nhờ đó, nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của địa phương luôn được đảm bảo. Trên diện tích rừng được giao, các nhóm hộ, hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí từ chính sách dịch vụ rừng, sử dụng cây ngoài lâm sản trong sinh hoạt, chữa bệnh, chăn nuôi. Về lâu dài, người dân được quyền khai thác khi sản lượng gỗ vượt tiêu chuẩn đề ra. Ngay trước Tết Nguyên đán, những người bảo vệ rừng tự nhiên ở thôn Hồ còn nhận được thêm một khoản tiền từ nguồn chi trả giảm phát thải khí nhà kính. Thêm một nguồn lực là thêm một niềm vui. Và Tết Giáp Thìn với bà con nơi đây ấm hơn mọi Tết trước. Một năm là gia đình tôi là nhận được là 7 triệu là từ nguồn chi trả dịch vụ rừng.
và không chỉ riêng gia đình tôi mà là tất cả bà con là 91 hộ là thôn hồ vẫn là có được chi trả từ chi vụ môi trường rừng đó. Nhờ cái đó là giúp thêm là gia đình là có được một ít là nguồn thu nhập và để là giúp là con em là mua được sách vở và là đến trường, xong được bộ áo quần. Năm nay thì mình nhận được là tiền là chi trả từ khi thải thì càng là phấn khởi hơn, đoàn là càng nhiều niềm vui hơn. Và mình là rất rất biết ơn là sự quan tâm là của các cấp là tạo cho bà con là có được một ít thu nhập. Trước đây cũng chưa nghĩ tới là từ khi là có sự tuyên truyền là bên là kiểm lâm địa bàn rồi là các bên là liên quan như dự án đồ là họ có tuyên truyền cho bà con là sau này sẽ có là nguồn chi trả từ khi thải là CO2 là thêm là cho bà con giúp thêm là thì bà con là càng chi là phấn khởi hơn. Sau những cuộc sum vầy vui vẻ bên gia đình ngày Tết, những người giữ rừng ở thôn Hồ lại gác niềm riêng, tất bật chuẩn bị hành trang cho chuyến tuần rừng đầu xuân. Với họ, rừng đã ban tặng sự sống để các hộ dân tựa vào mà sinh tồn. Rừng là cha, là mẹ. Nếu không bảo vệ rừng, thì rừng không che chở con người. Ngày hôm nay, trạm kiểm lâm phối hợp với kiểm lâm địa bàn và các tổ bảo vệ rừng đi tuần tra ở khe Bụi Hò, thuộc rừng cộng đồng thôn Hồ và khu vực lân cận. Chuyến đi kéo dài một ngày, và nếu có tình huống phát sinh, có thể phải ngủ lại trong rừng ban đêm. Những chuyến đi rừng, dù gian truân, vất vả, nhưng bà con thôn Hồ yêu rừng, nên tình nguyện bảo vệ rừng như bảo vệ tài sản quý giá của mình.